Tình trạng lừa đảo qua quét mã QR là một trong số những vấn đề được Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đáng chú ý thời gian gần đây trong báo cáo được chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ, diễn ra chiều ngày 6 tháng 9. Theo báo cáo cung cấp thông tin cho báo chí, bên cạnh tình trạng mã QR thanh toán tại các cửa hàng bị dán đè khiến tiền chuyển về tài khoản kẻ gian, trong thời gian vừa qua, hiện tượng mã QR độc hại bị phát tán dễ dàng trong các bài viết, hình ảnh thông qua các ứng dụng nhắn tin, diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội. Đặc biệt là trong các màn phát sóng trực tiếp, livestream cũng được báo chí phản ánh trong thời gian gần đây. Khi người xem quét mã sẽ bị chuyển hướng đến các trang quảng cáo cờ bạc kèm mã độc có thể bị cài đặt vào điện thoại. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Duy Khiêm, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, mã QR đã và đang ngày càng phổ biến khắp mọi nơi, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng mã QR tăng lên nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của vụ thanh toán, ngân hàng nhà nước, mã QR có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng và giá trị. Ông Nguyễn Duy Khiêm, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ thông tin tại họp báo. Ông Khiêm cung cấp thông tin, trong năm 2022, thanh toán qua mã QR tăng tới hơn 225% về số lượng và trên 243% về giá trị so với năm 2021 điều này cho thấy phương thức thanh toán sử dụng mã qr đang ngày càng quen thuộc với người tiêu dùng ông nguyễn duy khiêm nói cùng với xu hướng phổ biến của phương thức thanh toán sử dụng mã qr tình trạng lừa đảo bằng mã qr cũng được ghi nhận tăng mạnh trên thế giới thậm chí đã xuất hiện cả ở việt nam trong thời gian qua